thị trường Việt Nam cũng vậy, thì cũng phải xem coi cái tiêu chuẩn ở Việt Nam quy định như thế nào, và nó phải đáp ứng được những quy định thì mới đủ điều kiện việc bạn được nhập khẩu. Như vậy thì bài ngày hôm nay ta sẽ nói về công tác tiêu chuẩn. Như vậy thì thuốc lưu hành thì tuân theo tiêu chuẩn như thế nào, và cái quy trình mà xây dựng một cái tiêu chuẩn về chất lượng thuốc như thế nào, và nội dung của một tiêu chuẩn như thế nào, như vậy thì ta sẽ nói đến trong cái bài học của mình ngày hôm nay. Thì bài học này chúng ta có 3 mục tiêu. Thứ nhất đó là trình bày được các định nghĩa của tiêu chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng của thuốc. Và mục tiêu thứ hai là trình bày được các nội dung chính của công tác tiêu chuẩn. Và nội dung thứ ba là nêu được phương pháp xây dựng một cái tiêu chuẩn cơ sở. Và như vậy thì nội dung bạn thấy rằng bài học thì nó sẽ xoay quanh ba cái mục tiêu thế này, và ta sẽ đi giải quyết từng cái mục tiêu một của bài học. Và như vậy thì ta đi vào phần đầu tiên, là chúng ta sẽ nói về một số cái khái niệm về tiêu chuẩn, và chúng ta hiểu các khái niệm này như thế nào. Như vậy thì khi nói đến cái thuật ngữ tiêu chuẩn, thì cái thuật ngữ này thì bạn nào cũng đã biết rồi, cũng đã nghe nói đến rồi. Giống như bây giờ bạn thấy là cách đây 4 năm về trước cũng vậy, để mà các bạn vào học ngành dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì nhà trường cũng quy định tiêu chuẩn, và các bạn phải đạt được những cái tiêu chuẩn này, các bạn mới đủ điều kiện vào học nghiệp bằng ngành dược. Và hiện nay bạn thấy rằng sau khi mà bạn tham gia vào khóa học rồi, thì nhà trường cũng quy định các bạn phải đạt được những tiêu chuẩn như thế nào thì mới đủ điều kiện để cấp bằng dược học. Và về tiêu chuẩn là gì? Thì tiêu chuẩn là những quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý. Bạn thấy rằng được dùng để làm chuẩn. Quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý được dùng để làm chuẩn, từ đó để phân loại, đánh giá các đối tượng trong hoạt động kinh tế xã hội, nhằm mục đích là việc bạn nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng. Như vậy thì tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý được dùng để làm chuẩn. Và từ đó bạn thấy rằng mình phân loại đánh giá xem coi nó có đáp ứng hay không. Và từ đó bạn thấy rằng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng. Thế nên hiện nay bây giờ ta học dùng nói với thuốc đi. Thì ta biết rồi, thuốc dùng cho đường tim và đường não mắt thì bắt buộc phải làm sao bạn? Vô khuẩn. Thuốc dùng cho đường tim và đường nhỏ mắt thì bắt buộc phải vô khuẩn. Như vậy thì muốn biết được cái thuốc nhà sản xuất có đạt tiêu chuẩn chất lượng vô khuẩn hay không, thì lúc này chúng ta phải tiến hành việc bạn kiểm nghiệm cái chỉ tiêu độ vô khuẩn. Đây quy định về cái đặc tính kỹ thuật của cái chế phẩm, là những cái chỉ tiêu mà nó nói lên việc bạn cái chất lượng của sản phẩm. Ta cần phải kiểm soát những cái thông số nào để mà nó phản ánh được việc bạn chất lượng của cái sản phẩm. Như vậy bạn thấy rằng ta phải đánh giá cái chỉ tiêu về kỹ thuật, đó là độ vô khuẩn. Chứ mà ta không thể nhìn bằng cảm quan được, mà ta tiến hành việc bạn dùng các kỹ thuật để tiến hành phân tích, để đánh giá thuốc thực sự có vô khuẩn hay không, để mà từ đó bạn thấy nó đạt cái tiêu chuẩn chất lượng hay không. Nói như vậy bạn thấy rằng và yêu cầu về việc bạn về mặt quản lý, có nghĩa là này bạn thấy hiện nay thì thuốc thì người ta biết rồi, ví dụ như về mặt quản lý thì ta được chia ra, ví dụ như thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn. Như vậy bạn thấy rằng thuốc đường tim thì bắt buộc phải sử dụng dược bản kê đơn, hay là dược bản thuốc và kiểm soát đặc biệt, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, hay là thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất vân vân. Và bạn thấy rằng từ đó để phân loại và đánh giá các đối tượng trong các hoạt động kinh tế xã hội, vì sau này khi mà bạn tham gia vào các quá trình bán lẻ thuốc đi, thì lúc này bạn thấy rằng khi bạn nhập một cái thuốc về, các bạn phải quản lý cái nhóm thuốc này cho phù hợp. Dù thuốc kê đơn thì ta quản lý như thế nào, hay là thuốc không kê đơn, hay là những thuốc gì bạn kiểm soát đặc biệt. Để từ đó bạn thấy phân loại và đánh giá, và từ đó bạn thấy rằng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng, dù thuốc kê đơn thì bắt buộc các bạn phải có dự bạn, có đơn mới được bán, còn thuốc không kê đơn thì bạn thấy rằng
tìm ta việc bàn. Văn vé đơn toàn được bán, văn còn thuốc kê đơn bắt buộc bạn phải có đơn. Nào như vậy, còn tiêu chuẩn chất lượng của thuốc là gì? Như vậy tiêu chuẩn chất lượng của thuốc là bao gồm những cái quy định về chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm nghiệm, bao gói, ghi nhãn và các yêu cầu khác có liên quan đến chất lượng của thuốc. Và bạn thấy rằng tiêu chuẩn chất lượng của thuốc được thể hiện dưới dạng một cái văn bản kỹ thuật. Rồi. Như vậy bạn thấy nó bao gồm các quy định về chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm nghiệm, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản và các yêu cầu khác có liên quan đến hiện tại chất lượng của thuốc. Như vậy thì chỉ tiêu là gì? Yêu cầu kỹ thuật là gì? Phương pháp kiểm nghiệm là gì? Và lúc này bạn thấy rằng để đánh giá chất lượng một thuốc thì ta về bạn đánh giá rất là nhiều chỉ tiêu. Dù như chỉ tiêu về dịch bệnh, về độ rã, chỉ tiêu về độ hòa tan, chỉ tiêu về độ phù khuẩn, hay chỉ tiêu về khối lượng, chỉ tiêu về thể tích, chỉ tiêu về nhiệt mạnh, bình tĩnh, định lượng, vân vân. Nhưng mà bạn thấy rằng nó quy định về các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của dạng bột chế biến nén, thì chúng ta sẽ đánh giá những chỉ tiêu nào? Hay là đối với dạng bào chế viên nén thì chúng ta sẽ đánh giá những chỉ tiêu nào? Hay là dạng bào chế thuốc bột thì ta đánh giá những cái nhiệt mạnh, những cái chỉ tiêu nào? Thì bây giờ bạn thấy rằng khi bạn uống các viên nén cũng như viên nén vào cơ thể này, để thuốc hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ thì đòi hỏi cái viên thuốc các bạn nó phải rã cũng như là phải hòa tan trong môi trường dịch cơ thể, thì từ đó thuốc mới hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Như vậy bạn thấy rằng nó phải gì bạn rã và hòa tan được trong môi trường dịch cơ thể, từ đó bạn thấy rằng nó mới hấp thu, phân bố, chuyển hóa và dịch bạn thải trừ. Như vậy để mô phỏng xem cái viên thuốc khi bạn uống vào nó có rã và nó có hòa tan được hay không, thì lúc này các bạn sẽ tiến hành kiểm nghiệm cái chỉ tiêu đó là độ rã và độ hòa tan để mô phỏng xem coi khi bạn uống cái viên thuốc vào nó có rã và hòa tan được hay không. Tại vì nếu thuốc không rã và không hòa tan được thì bạn thấy rằng nó không thể tài nào có tác dụng được, mà nó di chuyển từ dạ dày xuống ruột non và ruột già và đi ra ngoài. Giống như bây giờ người ta đưa cho các bạn một cái dược bản, một cái viên nén, trên nhãn nó ghi là paracetamol 500mg. Bây giờ bạn thấy rằng người ta đưa cho bạn một cái viên nén, trên nhãn ghi paracetamol 500mg. Như vậy câu hỏi đặt ra, làm sao các bạn biết được trong cái viên thuốc này thực sự có chứa hoạt chất paracetamol hay không? Bây giờ ta đưa cho bạn một cái viên thuốc, trên nhãn nó ghi là viên nén paracetamol 500mg. Chỉ là câu hỏi đặt ra, làm sao các bạn biết được trên nhãn sản phẩm thực sự nó có chứa hoạt chất paracetamol hay không? Rồi, này các bạn có 2 phút suy nghĩ, mời các bạn trả lời không? Rồi thầy mời bạn Ngọc Trinh. Dạ thưa thầy, mình muốn biết cái thuốc đó nó có hoạt chất là paracetamol hay không, thì em nghĩ là mình sẽ đem nó đi kiểm nghiệm đó thầy.
nên mình kiểm nghiệm. Câu trả lời của bạn rất tuyệt vời. Như vậy thì bạn thấy thật, bạn nhìn bằng cảm quan, các bạn không biết được thật sự cái viên này có chứa hoạt chất paracetamol hay không, mà lúc này các bạn phải đi tiến hành kiểm nghiệm. Rồi, như vậy thì chúng ta kiểm nghiệm cái chỉ tiêu nào để biết được trong cái viên này có chứa hoạt chất paracetamol hay không, thì mời bạn Hương. Dạ thưa thầy, là theo em là sẽ mình sẽ tiến hành theo phương pháp định lượng nó để tiến hành kiểm tra cái nồng độ hàm lượng hoạt chất có trong thuốc, và cái định tính của nó có phải là cái trong cái thuốc đó có hoạt chất paracetamol hay không, là ta kết luận ạ. Rồi, đây câu trả lời của bạn Thương. Rồi mà bạn Uyên Châu. Dạ thầy, câu trả lời của em cũng giống bạn là tiến hành định lượng nồng độ hàm lượng, rồi sau đó mình sẽ đi định danh của nó. Rồi, ok, cảm ơn bạn mình. Rồi mà bạn Hoàng Anh. Dạ thưa thầy, là nếu là viên paracetamol 500 thì em cầm đi làm cái kiểm nghiệm đầu tiên là em đi làm khoảng định tính định danh xem nó có phải là paracetamol hay không, xong rồi em mới đi định lượng là coi cái hàm lượng nó đủ hay không. Câu trả lời của bạn mình là chính xác nhất. Như vậy bạn phải định danh trước có nó có hay không. Nhưng bây giờ bạn thấy rằng khi mà bạn đi bước vào phòng thi cũng vậy, công việc đầu tiên là bạn thấy người ta định danh các bạn họ có đúng là người này đi thi hay không, bằng cách kiểm tra thẻ sinh viên. Và bạn thấy đúng rồi các bạn mới được vào phòng thi. Và đây cũng vậy, để định ta phải tiến hành việc bạn định danh trước coi đúng là hoạt chất đó hay không, rồi sau đó mới tiến hành việc bạn để định lượng. Tại vì mình đâu biết là chưa chắc được cái viên thuốc này có hoạt chất hay không, thì ta phải làm việc bạn định danh. Giống như bây giờ bạn đi đâu cũng vậy, ta có thể sinh viên cái căn cước công dân là mục đích để thực hiện việc bạn định danh bạn đúng là người đó hay không. Vì bạn thấy là không biết được trong cái chế phẩm này thực sự có chứa cái gì bạn các hoạt chất đó hay không, thì lúc này ta tiến hành được kiểm nghiệm cái chỉ tiêu được gọi là định tính. Thì cái thuật ngữ này thì chúng ta cũng đã nghe nó đến rồi và ta học rồi, định tính để mà bạn định danh, để mà ta xác định những cái tính chất của cái chất. Như vậy bạn thấy rằng hiện nay thì bắt buộc nhà sản xuất phải công bố tên hoạt chất trên nhãn sản phẩm cũng như là nồng độ hàm lượng. Chúng ta đưa cho các bạn một cái viên prednisolone là methylprednisolone thì muốn biết được thật sự trong cái viên thuốc đó có chứa hoạt chất đó hay không, thì lúc này các bạn sẽ tiến hành kiểm nghiệm với chỉ tiêu là định tính. Không biết được cái nồng độ hàm lượng hoạt chất thực sự trong viên thuốc có đúng 500mg hay không, thì lúc này các bạn sẽ kiểm nghiệm cái chỉ tiêu định lượng. Định lượng để mà bạn xác định xem coi nồng độ hàm lượng thực sự trong cái viên thuốc nó có đúng 500mg hay không. Rồi, như vậy câu hỏi đặt ra, bây giờ bạn thấy rằng theo các bạn nghĩ hàm lượng hoạt chất thực sự trong viên thuốc nó có đúng bon như là hàm lượng nhà sản xuất ghi trên nhãn hay không? Tại sao? Bây giờ bạn thấy rằng trên nhãn nó ghi 500mg. Như vậy thì theo bạn nghĩ hàm lượng hoạt chất thực sự trong viên thuốc nó có đúng 500mg hay không? Tại sao? Rồi, theo mời bạn Tường Vi. Dạ thưa thầy, theo em là không. Tại vì nó có một cái nó được phép sai số đó thầy. Rồi, đây là câu trả lời của bạn mình. Một giới hạn nào đó thầy. Vâng, đây câu trả lời bạn Tường Vi. Rồi theo mời bạn Tấn Lợi. Dạ thầy, em nghĩ là không, tại vì trong cái quy trình mà mình bào chế thuốc á, thì có những quy trình trộn phối cái hoạt chất với lại những cái thuốc, những cái chất khác để tạo ra cái viên nén á, thì cái quy trình trong quy trình trộn nếu mà nó không đều á thì có thể là nó sẽ có trên lệch được khoảng 500 đó, nhưng mà phải trong cái mức cho phép thôi. Rồi, câu trả lời của bạn Thân Lợi. Rồi, mời bạn Mỹ Duyên. Dạ thưa thầy, theo em là nó không được, vì cái khi tìm kiếm cái này thì chỉ có được file sai số trong một thời gian quy định thôi ạ. Như vậy ở đây bạn thấy rằng hàm lượng ghi trên nhãn là 500mg. Như vậy thì hàm lượng thực sự trong viên thuốc nó có đúng hay không, thì ta tiến hành việc bạn kiểm nghiệm chỉ tiêu định lượng. Như vậy thì hàm lượng hoạt chất thực sự trong viên thuốc có đúng bon 500mg hay không, thì đây bạn thấy rằng
thì không một nhà sản xuất nào mà sản xuất dịch bằng cái viên nào cũng đúng con được 500mg cả. Bạn thấy không, một nhà sản xuất nào mà sản xuất viên nào cũng đúng con 500mg. Và lúc này bạn thấy rằng nó được sai số trong một cái dịch bằng, một cái giới hạn cho phép. Như vậy thì cái sai số trong cái giới hạn cho phép, như vậy sai số bao nhiêu, thì lúc này bạn thấy rằng trong yêu cầu kỹ thuật người ta sẽ quy định dịch bằng cái sai số đó. Như vậy thì sai số bao nhiêu, thì lúc này bạn thấy rằng trong phần yêu cầu kỹ thuật người ta quy định cái mức độ sai số. Hiện nay thì dược điển Việt Nam quy định đối với cái viên này thì bạn thấy rằng hàm lượng của nó được phép sai số là cộng trừ 5%. Đó thì lúc này bạn thấy rằng nó được phép sai số là cộng trừ dịch bằng 5%. Đó, như vậy bạn thấy rằng hàm lượng của nó là được phép sai số cộng trừ 5%. Như vậy thì lúc này bạn thấy rằng cộng trừ 5% có nghĩa là cái hàm lượng hoạt chất khi mà ta tiến hành đánh giá thì nó phải nằm trong khoảng từ 475 đến 525mg. Đó, từ 475 đến bao nhiêu bạn? 525. Đó, từ 475 đến diện bằng 525. Tại vì lúc này bạn thấy rằng khi mà ta đánh giá cái hàm lượng nó nằm trong cái khoảng này thì được gọi là đạt yêu cầu. Chứ không một nhà sản xuất nào mà sản xuất viên nào cũng đúng bọt 500mg cả. Cái yêu cầu kỹ thuật là nó quy định về cái khoảng giới hạn của cái chỉ tiêu. Tại vì nếu giống như bây giờ bạn học không phải đi thi, mà nếu môn nào yêu cầu bạn thi được 10 điểm trọn vẹn mới đậu, thì cuối cùng không một bạn nào có đủ điều kiện làm việc bạn để ra trường cả. Và lúc này bạn thấy rằng bạn được sai số trong giới hạn quy định. Và hiện nay bạn thấy rằng khi bạn thi tại trường thì quy định các bạn làm bạn thấy rằng được phép sai đến 60% đề thi. Các bạn được phép sai đến 60% đề thi, chỉ cần đúng bao nhiêu thôi, 40% được gọi là việc bạn yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo ngưỡng chất lượng giáo dục. Còn phương pháp kiểm nghiệm là cái quy trình mà để chúng ta tiến hành làm, để đưa cho các bạn nghiên cứu để định lượng thì mình dùng phương pháp gì để làm, cân đông đo đếm như thế nào, lấy mẫu như thế nào, dùng phương pháp gì tiến hành xử lý số liệu như thế nào, vân vân, thì được gọi là phương pháp kiểm nghiệm. Và bao quy định về bao gói, về ghi nhãn, về vận chuyển, vân vân. Rồi bây giờ ta sẽ nói về một số cái gì bạn, một số cái khái niệm khác. Quy chuẩn kỹ thuật. Như vậy quy chuẩn kỹ thuật là gì? Là cái quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật. Như đặc tính kỹ thuật, ví dụ như là chỉ tiêu định lượng nè, nhiều chỉ tiêu độ rã, được gọi là cái đặc tính kỹ thuật liên quan đến việc bằng chất lượng của thuốc. Nó bằng cái là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật. Dù cái đặc tính kỹ thuật là chỉ tiêu định lượng này, thì bằng thấy là quy định dù của Bara nó phải nằm trong khoảng là 475 đến 525mg. Là chỉ tiêu độ rã của viên nén, thì bằng thấy rằng đối với viên nén thì hiện nay bằng thấy thằng dược điển quy định thời gian rã của viên là không quá 15 phút. Đó, không quá 15 phút thì được gọi là dược bạn đạt yêu cầu, còn nếu rã lớn hơn thì không đạt yêu cầu. Đó, hay là chỉ tiêu bằng thấy rằng đối với thuốc tim và thuốc nhắm mắt thì người ta phải đánh giá dược bạn độ vô khuẩn và yêu cầu bạn thấy rằng thuốc phải đạt được sự vô khuẩn, không có vi khuẩn có trong thuốc tim, thuốc dược bạn nhắm mắt về mức giới hạn và yêu cầu về mặt quản lý của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các quá trình của môi trường và các đối tượng khác trong các hoạt động kinh tế xã hội và đòi hỏi phải tuân thủ. Đó, bạn thấy rằng đối với cái viên paracetamol 500mg thì cái mức giới hạn là 475 đến 525mg. Bây giờ các bạn muốn sản xuất cái viên này thì bắt buộc các bạn phải tuân thủ theo đúng quy định, là các bạn phải kiểm soát hàm lượng hoạt chất phải nằm trong khoảng này. Tại sao lúc này bạn thấy rằng các bạn phải kiểm soát nằm trong khoảng này, cũng như là kiểm soát các thông số liên quan chất lượng, thông số kỹ thuật phải tuân thủ, mục đích để mà đảm bảo cái việc mà an toàn vệ sinh sức khỏe của con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Rồi,
Như vậy thì câu hỏi đặt ra và thầy mời các bạn trả lời. Như vậy thì tại sao bạn thấy rằng người ta quy định cái hàm lượng hoạt chất của paracetamol phải nằm trong khoảng 475 đến 525 mg để làm gì? Tại sao người ta phải quy định cái khoảng này để làm gì? Mục đích của cái việc quy định này để làm gì? Có cần thiết hay không? Rồi thầy mời bạn Ngọc Thảo. Dạ thưa thầy, là phải kiểm soát hàm lượng hoạt chất ba ra trong khoảng 475 đến 525 mg là để nó đạt được cái nồng độ trị liệu. Nếu như mà cao hơn thì nó có thể là dẫn đến quá liều, còn nếu như mà thấp hơn thì có thể là nó không đạt được nồng độ trị liệu. Đây câu trả lời của bạn Ngọc Thảo. Thầy mời bạn Quang Vinh. Dạ thưa thầy, thì theo em nghĩ thầy quy định cái hàm lượng của paracetamol đó thầy, là bởi vì là khi mình quy định cái hàm lượng như vậy thì mình sẽ xác định được cái đối tượng mà cái người bệnh đó thầy sử dụng, thì nó sẽ đúng với cái số tuổi cũng như cái số ký mà cái người bệnh nó đang của người bệnh đó thầy, thì nó sẽ dễ điều trị hơn. Rồi, các câu trả lời của bạn Bình rất tuyệt vời. Mời bạn Bình Thuận. Dạ thưa thầy, theo em là khi người ta nghiên cứu là người ta sẽ nói là ở hàm lượng nó sẽ đạt được hiệu quả trị liệu. Vì vậy khi sản xuất thiết kế theo cái hàm lượng này để được đảm bảo độ an toàn và hiệu quả. Dạ, câu trả lời của bạn Bình Thuận. Và bạn Peter. Thầy là thì khi người ta nghiên cứu thì người ta đã phân loại ra các lứa tuổi và đối tượng, thì thấy người ta cảm thấy là trong một cái lứa tuổi nào đó thì việc sử dụng khoảng từ 475 tới 525 thì nó sẽ có tác dụng tốt nhất. Vâng, câu trả lời của bạn rất tuyệt vời. Như vậy ở đây bạn thấy rằng hiện nay thì khi mà nghiên cứu một cái thuốc thì nhà sản xuất người ta nghiên cứu cái hàm lượng thuốc, hàm lượng hoạt chất để thuốc phát huy tác dụng. Tại vì bạn thấy rằng để thuốc phát huy tác dụng khi bạn uống vào nó phải đạt được cái gì bạn? Nồng độ trị liệu trong huyết tương. Và để đạt được nồng độ đó thì cái hàm lượng hoạt chất trong thuốc là bao nhiêu thì bắt buộc nhà sản xuất người ta phải nghiên cứu. Nên từ đó bạn thấy rằng mỗi hoạt chất có cái hàm lượng khác nhau là như vậy. Và để đạt được cái hiệu quả trị liệu thì thuốc phải đạt được nồng độ trị liệu trong huyết tương. Và lúc này bạn thấy rằng nếu vượt quá thì nguy cơ bạn thấy rằng dẫn đến bạn thấy rằng độc tính. Và nếu nó không đạt được nồng độ trị liệu thì lúc này cái việc uống thuốc các bạn trở nên vô nghĩa. Cái hiệu quả của thuốc này thì bạn không có. Và từ đó bạn thấy rằng nếu cao quá thì dẫn đến quá liều, ảnh hưởng đến bạn sức khỏe và an toàn khi sử dụng. Còn thấp quá thì bạn thấy rằng nó không đủ hàm lượng để phát huy việc mạnh tác dụng. Nên từ đó bắt buộc các nhà sản xuất phải kiểm soát trong một cái mức giới hạn để mà bắt buộc phải việc mạnh phải tuân thủ để đảm bảo những cái vấn đề. Bạn thấy rằng tùy theo cái loại hàng hóa mà có thể, và từ đó bạn thấy hướng đến cái mục đích khác nhau. Như vậy còn quy chuẩn kỹ thuật thuốc là những cái quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý mà thuốc cũng như là các hoạt động liên quan đến thuốc, như là hoạt động kiểm nghiệm, hoạt động bảo quản, hoạt động vận chuyển, và phải tuân thủ để mà từ đó bạn thấy rằng đảm bảo hướng đến mục tiêu, đó là chất lượng và hiệu quả của thuốc, cũng như là bạn thấy rằng tính an toàn, vệ sinh, sức khỏe của con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu khác, v.v. Giống như hiện nay bạn thấy rằng hiện nay khi mà bạn bị vết thương đi, một trong những cái chai mà bạn thấy rằng là dung dịch sắt trùng hiện nay khá nổi tiếng là bovidin. Và bạn thấy rằng cái chai mà phổ biến trên thị trường có thể tích là 20 lít. Bạn thấy rằng trên nhãn nó ghi là 20. Nhưng mà bạn thấy rằng trên nhãn nó ghi 20 thì lúc này bạn thấy rằng muốn biết được cái thể tích thật sự nhà sản xuất đóng có đúng 20 hay không và được sai số như thế nào, thì bạn thấy rằng lúc này bạn thấy rằng nếu không có quy định thì nguy cơ nhà sản xuất người ta làm sao bạn đóng không đúng thể tích
và ảnh hưởng đến gì đây, quyền lợi của người tiêu dùng. Chứ bây giờ bạn đi mua một ký cam, một ký rau củ quả mà những người bán đầu hàng rong đi, thì nguy cơ bạn thấy rằng nhiều trường hợp về cân lại nó chỉ còn có 800-900 gram thôi, thì bạn thấy nó ảnh hưởng đến gì, bạn có quyền lợi của gì đây, của người tiêu dùng. Và nếu không quy định thì nguy cơ bạn thấy rằng các nhà sản xuất người ta sẽ không tuân thủ, ảnh hưởng đến việc bạn vấn đề về sức khỏe, về hiệu quả điều trị. Cũng như hiện nay khi mà bạn mở một cái nhà thuốc đi, cũng như là các cơ sở kinh doanh, thì yêu cầu bạn cái điều kiện bảo quản tại cơ sở của mình, bạn phải kiểm soát cái điều kiện nhiệt độ và độ ẩm, điều nhiệt độ của nhà thuốc hoặc không quá 30 độ C. Bắt buộc các bạn phải kiểm soát nhiệt độ bảo quản tại nhà thuốc không quá 30 độ C để duy trì về chất lượng và hiệu quả của thuốc. Tại vì lúc này bạn thấy rằng khi thuốc tiếp xúc với điều kiện nhiệt độ cao, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, thì bạn thấy nhiệt độ trung bình ngoài trời 30 mấy độ C, và nếu thuốc tiếp xúc với điều kiện nhiệt độ này từ ngày này qua ngày kia, nguy cơ gì bạn ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả điều trị của thuốc, cũng như để bạn tính an toàn của thuốc, vâng. Và từ đó bạn thấy là đây là những cái quy chuẩn bắt buộc các bạn phải thực hiện khi mà bạn muốn tham gia vào các hoạt động dịch bệnh trong cái lĩnh vực dược. Như vậy bạn thấy rằng quy chuẩn kỹ thuật thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành dưới dạng một cái văn bản để bắt buộc áp dụng. Hiện nay bạn thấy rằng các bạn muốn mở một cái nhà thuốc đi, thì các bạn phải coi cái thông tư quy định của Bộ Y tế. Hiện nay bạn thấy là Bộ Y tế ban hành cái thông tư hướng dẫn việc thực hiện xây dựng một cái nhà thuốc đạt chuẩn PPP, hay là một cái cơ sở đạt tiêu chuẩn PPP, hay một cái dịch vụ bảo quản đạt tiêu chuẩn dịch bệnh GMP, là bắt buộc các bạn phải thực hiện nếu bạn muốn tham gia vào các dịch bệnh hình thức kinh doanh dược. Là đòi hỏi các bạn phải tuân thủ thực hiện. Như bây giờ các bạn muốn làm liên quan đến hình thức nào, các bạn phải mở những quy định của Bộ Y tế ra, các bạn phải xây dựng và sửa chữa để đáp ứng những quy định. Như vậy thì hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là gì? Là việc mà xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn. Và hoạt động trong lĩnh vực và quy chuẩn kỹ thuật là việc mà ta xây dựng, ban hành, áp dụng những cái quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với những cái quy chuẩn kỹ thuật. Như bây giờ bạn thấy rằng ra trường sau này định hướng các bạn muốn mở cái nhà thuốc, thì các bạn phải mở cái thông tư quy định của Bộ Y tế ra, các bạn phải xây dựng, sửa chữa, trang và các bạn chuẩn bị theo đúng những quy định trong cái thông tư này. Người ta hướng dẫn các bạn làm cơ sở vật chất phải như thế nào, về sắp xếp trong nhà thuốc phải như thế nào, về bố trí như thế nào, về nhân sự phải như thế nào, về trang thiết bị nhà thuốc các bạn phải có những gì, về hồ sơ tài liệu các bạn có những gì, đúng không? Để ngày bạn thấy rằng sau khi bạn chuẩn bị xong rồi thì các bạn sẽ nộp hồ sơ về Sở Y tế, thì Sở Y tế sẽ cử một đoàn đến để đánh giá sự phù hợp với cơ sở các bạn có phù hợp với những quy định mà Bộ Y tế quy định hay không. Và bạn thấy rằng đánh giá sự phù hợp, nếu các bạn đáp ứng được thì lúc này bạn thấy rằng Sở Y tế sẽ chứng nhận cơ sở các bạn đạt chuẩn dịch bệnh GBB. Và bạn thấy rằng khi mà đó bạn thấy rằng cơ sở các bạn sẽ đạt chứng nhận, và bạn thấy chứng nhận rồi thì các bạn mới được phép hoạt động. Và sau đó bạn thấy rằng Sở Y tế sẽ công bố những nhà thuốc và đạt chuẩn GBB trên trang web của Sở Y tế. Và từ đó bạn thấy rằng trên trang web, và từ đó bạn thấy rằng hoạt động một cách dịch bệnh hợp pháp. Như vậy bạn thấy rằng đó là những khái niệm ta sẽ làm việc mình liên quan các bạn mình. Rồi, bây giờ ta sẽ nói về phần số 2, đó là phần các cấp. Ta sẽ nói về những cái quy định về tiêu chuẩn hóa thuốc trong luật dược 2016. Và hiện nay bạn thấy rằng luật dược hiện hành là luật dược 2016. Và sau này khi mà bạn ra trường thì đòi hỏi các bạn phải trở thành cán bộ y tế hay bằng hành nghề thì phải đúng theo những quy định tại luật này. Từ lúc này bạn thấy rằng nếu bạn làm không đúng thì nếu nhẹ, bạn thấy rằng nếu vi phạm ở mức độ dịch bệnh nhẹ thì bị xử phạt hành chính, mức độ nặng thì bằng xử phạt hành sự theo quy định dịch bệnh của pháp luật. Như vậy bạn thấy rằng bây giờ ta sẽ nói về phần tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc được quy định tại luật dược như thế nào. Hiện nay thì bất kỳ một thuốc nào lưu hành trên thị trường bạn đều phải có tiêu chuẩn, và chúng ta có hai cấp tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở. Như vậy thì ta có hai cấp tiêu chuẩn về chất lượng thuốc là
tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở. Bạn thấy rằng một cái thuốc mà lưu hành hợp pháp tại thị trường Việt Nam thì bắt buộc nó phải có tiêu chuẩn. Như vậy bạn thấy rằng nó tuân theo một trong hai cấp tiêu chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia hoặc là tiêu chuẩn cơ sở. Thì tiêu chuẩn quốc gia hay còn gọi là tiêu chuẩn Việt Nam thì được quy định tại Dược điển Việt Nam. Như bạn thấy rằng tiêu chuẩn quốc gia hay còn gọi là tiêu chuẩn Việt Nam thì được quy định tại Dược điển Việt Nam. Còn tiêu chuẩn cơ sở thì được quy định tại cơ sở của mình. Đó. Tiêu chuẩn quốc gia thì được quy định tại Dược điển Việt Nam. Còn tiêu chuẩn cơ sở thì được quy định tại cơ sở của mình. Như vậy thì lúc này bạn thấy rằng cái khái niệm, cái thuật ngữ về Dược điển Việt Nam thì chúng ta, các bạn cũng đã nghe nói rồi. Rồi bây giờ có câu hỏi đặt ra, thầy mời các bạn trả lời. Như vậy thì Dược điển Việt Nam nó quy định về những vấn đề gì? Vì cái bằng thấy thằng ta đã nghe nói đến cái Dược điển Việt Nam rồi. Như vậy câu hỏi đặt ra, Dược điển Việt Nam quy định về những vấn đề gì? Dạ, các bạn có 2 phút suy nghĩ, thầy mời các bạn trả lời không? À, bây giờ thầy mời các bạn trả lời ha, câu hỏi mà bạn Thanh Thúy. Dạ thưa thầy, theo em thì Dược điển Việt Nam sẽ quy định về mấy cái tiêu chuẩn chất lượng của thuốc và lại mấy cái phương pháp chung để mình kiểm nghiệm thuốc đó thầy. À, câu trả lời bạn rất tuyệt vời. Mà bạn Bích Vàng. Dạ thầy, em có câu trả lời chung giống bạn đó luôn đó. Về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và phương pháp về kiểm nghiệm thuốc đó thầy. À, mà bạn Tiến Hoàng. Còn Hoàng Tiến nhé. Còn Hoàng Tiến. Thưa thầy, nó được quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung để kiểm nghiệm thuốc gồm các tiêu chuẩn như là nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược, dược liệu và thuốc từ dược liệu, chế phẩm vaccine và sinh phẩm y tế và kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho dùng cho người. À. Như vậy ở đây bạn thấy rằng Dược điển Việt Nam quy định về cái gì? Thì bạn thấy rằng quy định về tiêu chuẩn hóa chất lượng của thuốc cũng như là nguyên liệu làm thuốc. Thì bạn thấy rằng quy định về các phương pháp kiểm nghiệm chung. Bạn thấy là các phương pháp kiểm nghiệm
nó quy định về tiêu chuẩn chất hoạt thuốc cũng như quyền lệ làm thuốc và phương pháp kiểm nghiệm. Như vậy bạn thấy rằng một cái thuốc mà muốn được lưu hành thì phải đạt được tiêu chuẩn như thế nào? Thì trong bạn thấy rằng thuốc thì có thuốc hóa dược, thuốc dược liệu cũng như là vaccine, vân vân. Như vậy bạn thấy là quy định về thuốc dược liệu, thuốc hóa dược, vaccine cũng như là một số bài thuốc cổ truyền là quy định về cái tiêu chuẩn chất lượng cái thuốc phải đáp ứng được yêu cầu như thế nào mới đủ điều kiện lưu hành, cũng như là cái nguyên liệu nó phải đạt được yêu cầu như thế nào mới được tiến hành việc bạn đưa vào quy trình sản xuất. Và bạn thấy rằng phương pháp kiểm nghiệm đánh giá như thế nào thì bạn thấy là được quy định tại dược liệu Việt Nam là cái tiêu chuẩn chất lượng hóa về chất lượng thuốc cũng như nguyên liệu làm thuốc. Như vậy bạn thấy rằng đây là tiêu chuẩn mà lúc này bạn thấy rằng các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu bắt buộc phải đạt được khi mà muốn lưu hành thuốc. Như vậy tại thị trường Việt Nam bắt buộc phải đạt được những cái quy định này mới đủ điều kiện để lưu hành. Còn nếu bạn thấy rằng nếu không đạt đủ điều kiện này thì không được phép lưu hành. Như vậy hiện nay bạn thấy rằng các bạn muốn cái sản phẩm qua thị trường Mỹ cũng vậy, thì bạn phải xem coi dược điển Mỹ quy định tiêu chuẩn chất lượng như thế nào. Và khi đáp ứng được những quy định tại dược điển Mỹ rồi thì mới được phép xuất xưởng sang thành thị trường Mỹ. Bạn thấy còn tiêu chuẩn cơ sở thì được quy định tại cơ sở của mình. Quốc gia bạn thấy đang áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Còn cơ sở là áp dụng tại cơ sở của mình. Như vậy thì câu hỏi đặt ra thì khi nào nhà sản xuất người ta mới đi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm của mình. Bây giờ dược điển đã quy định rồi thì khi nào nhà sản xuất người ta mới đi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho riêng mình? Khi nào thì nhà sản xuất mới tiến hành xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho riêng mình? Rồi các bạn có 2 phút suy nghĩ ha. Là câu hỏi ha. Như vậy thì khi nào thì các doanh nghiệp người ta mới đi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho những sản phẩm của mình sản xuất?
Rồi thì mời bạn Hoàng Anh. Dạ thưa thầy, theo em là khi mà các sản phẩm của họ đã được công nhận là đạt tiêu chuẩn quốc gia rồi thì họ mới tiến hành xây dựng tiêu chuẩn cơ sở được. Tại vì cái tiêu chuẩn quốc gia theo em nó là cái tiêu chuẩn cơ bản nhất mà tất cả các sản phẩm thuốc phải đạt được. Rồi, đây câu trả lời của bạn mình. Rồi mời bạn Thanh Nhàn. Thưa thầy, thì em nghĩ là những nhóm thuốc đó là nó sẽ không có trong dược điểm và người ta xây dựng quy chuẩn cơ sở để người ta phải ý là kiểu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để mà đánh giá chất lượng nếu trong dược điểm chưa có. Câu trả lời bằng Thanh Nhàn. Mà bạn Bất Huy. Dạ thưa thầy, là khi người ta xây dựng cái tiêu chuẩn cơ sở là nó nằm chỉ trong một cái nhỏ hơn cái quốc gia, nó là kiểu như là sử dụng trong bệnh viện mà điều chế thuốc đó trong cái cơ sở xây dựng xong rồi được người đứng đầu đơn vị xét duyệt rồi ban hành cái đó. Dạ, đây có tên là bạn Huy, Bất Huy. Mà bạn Tuyên Châu. Dạ thầy, là em nghĩ là khi mà người ta muốn xây dựng một cái tiêu chuẩn cơ sở, tức là khi mà cái nhà doanh nghiệp đó muốn đưa ra một cái thuốc mới và người ta phải xây dựng cái tiêu chuẩn cơ sở đó và dựa trên những cái tiêu chuẩn đã có như là tiêu chuẩn dược điển của Việt Nam để chứng minh là cái thuốc của người ta đã đạt tiêu chuẩn rồi để đưa ra sản xuất đó. Rồi, để câu trả lời của bạn mình. Như vậy thì hiện nay thì theo quy định ghi nhãn sản phẩm thì bắt buộc nhà sản xuất phải công bố cái tiêu chuẩn chất lượng cái sản phẩm mình tên nhãn, cái sản phẩm của mình lưu hành theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam hay là tiêu chuẩn cơ sở. Bây giờ bạn thấy rằng khi mà bạn đi mua một hộp thuốc về thì bạn thấy rằng nhà sản xuất sẽ công bố trên nhãn sản phẩm cái sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia hay là tiêu chuẩn cơ sở. Như vậy thì câu hỏi đặt ra thì quốc gia có nghĩa là áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Quốc gia có nghĩa là bạn thấy rằng đây là cái mức thấp nhất mà bắt buộc các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu phải đạt được khi muốn lưu hành thuốc tại Việt Nam. Nên bạn thấy là quốc gia có nghĩa là quy định cái thấp nhất mà bắt buộc các nhà sản xuất phải đạt được. Mặc dù công ty là đặt tại thành thị hay đặt tại nông thôn, thì bạn thấy rằng muốn lưu hành thuốc ở Việt Nam, đây là cái thấp nhất, cái tối thiểu mà phải đạt được khi muốn lưu hành tại thị trường Việt Nam. Còn tiêu chuẩn cơ sở bạn thấy là quy định tại cơ sở của mình. Giống như bạn thấy rằng dược điển Việt Nam hiện nay chúng ta áp dụng là dược điển Việt Nam ban hành lần thứ 5. Bạn thấy dược điển Việt Nam ban hành lần thứ 5 và bạn thấy rằng đã xuất bản cách đây vài năm về trước. Và hiện nay bạn thấy rằng khi mà đại dịch Covid-19 bùng phát thì các nhà nghiên cứu người ta khám phá ra một cái thuốc để điều trị Covid là Monopiravir. Bạn thấy là trong dược điển Việt Nam thì chưa có cái tiêu chuẩn về thuốc này. Đó, bạn thấy là hiện nay thì dược điển Việt Nam chưa có cái tiêu chuẩn. Và hiện nay bạn thấy rằng Bộ Y tế mới cấp phép sản xuất cái thuốc Monopiravir cho 3 công ty trong nước. Như vậy thì muốn sản xuất thì phải có tiêu chuẩn chất lượng. Như vậy thì bạn thấy rằng lúc này thì các công ty này người ta đi xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng cho cái sản phẩm của mình. Và bây giờ bạn thấy rằng dược điển chưa có thì người ta phải đi xây dựng cái tự đi xây dựng được gọi là tiêu chuẩn cơ sở. Bạn thấy đang đi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở khi mà trong dược điển chưa có thì người ta phải tự đi xây dựng. Nào, giống như bây giờ bạn thấy hiện nay thì trong tuần rồi thì Bộ Y tế đã cấp phép cho 3 công ty trong nước là Boston Việt Nam, Mekofa cũng như là Stella Pharma. Bạn thấy là sản xuất cái thuốc Monopiravir, đây một cái thuốc kháng virus. Nhưng mà trong dược điển chưa có thì hôm nay bạn thấy rằng người ta phải tự đi xây dựng của mình, được gọi là tiêu chuẩn cơ sở. Ngoài ra còn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở khi nào cho những thuốc mà tự mình và bạn pha chế thì hiện nay bạn thấy là các bệnh viện Việt Nam, một số bệnh viện cũng thực hiện các hoạt động pha chế. Đó, thì hiện nay bạn thấy rằng đối với bệnh viện thì cũng phải thực hiện hoạt động pha chế, hay là đối với phạm vi hoạt động của nhà thuốc của tay thì theo quy định thì ngoài cái việc mà bán thuốc, bán lẻ thuốc thành phẩm thì nhà thuốc còn thực hiện các hoạt động nữa, đó là pha chế thuốc theo đơn. Nhưng mà hiện nay bạn thấy rằng phần lớn các nhà thuốc người ta không có đăng ký cái
hoạt động này. Đó, mình thấy rằng nó đã được phép nhưng mà không có hoạt động. Như là hiện nay mình thấy rằng đối với các thuốc pha chế thì cũng phải có tiêu chuẩn. Bên người đứng đầu tiêu chuẩn chịu trách nhiệm về việc bàn về chất lượng của nó. Phải có tiêu chuẩn. Thì cái tiêu chuẩn này được gọi là tiêu chuẩn cơ sở. Và đối với những thuốc pha chế thì chỉ được sử dụng nội bộ hàng cơ sở mình mà thôi. Hay là lúc này bạn thấy rằng dược điện đã có quy định rồi. Và hiện nay bạn thấy là cái việc cạnh tranh trên thị trường làm sao phạt rất khốc liệt. Để sản xuất cùng một cái thuốc viên nén dược paracetamol 500mg thì có rất nhiều nhà sản xuất. Và hiện nay bạn thấy việc cạnh tranh đậm đặt cạnh tranh về chất lượng. Như vậy thì bạn thấy rằng nếu bạn đầu tư về khoa học công nghệ, đầu tư về trang thiết bị, đầu tư về nhân lực mà bạn phát minh ra một cái thuốc, bạn thấy rằng các bạn bào chế ra một cái thuốc mà có chất lượng tốt hơn so với việc để quy định, thì lúc này các bạn có thể đăng ký cái sản phẩm mình lưu hành dưới dạng Nhật Bản tiêu chuẩn cơ sở. Là bạn thấy rằng mình muốn chứng minh cái sản phẩm mình ưu việt hơn, tốt hơn so với Nhật Bản những gì quy định của nhà nước. Để mà từ đó bạn thấy rằng mình có thể cạnh tranh về Nhật Bản về chất lượng. Để mà từ đó bạn thấy rằng cạnh tranh trên thị trường, thì lúc này bạn thấy rằng mình có thể lưu hành cái sản phẩm mình theo một tiêu chuẩn được gọi là tiêu chuẩn cơ sở. Tại vì hiện nay mặt thuốc, bạn thấy rằng bạn muốn lưu hành thì bắt buộc bạn phải thực hiện hoạt động đăng ký thuốc tại Cục Quản lý Dược. Thì khi bạn nộp hồ sơ đăng ký thì lúc này bạn thấy rằng Cục Quản lý Dược sẽ tổ chức nên hội đồng tư vấn cấp số đăng ký. Bạn thấy rằng Cục Quản lý Dược sẽ tổ chức hội đồng tư vấn cấp số đăng ký, và hội đồng này sẽ xem xét xem coi cái sản phẩm của anh đã đáp ứng yêu cầu hay không, quy định hay không. Nếu mình đăng ký tiêu chuẩn cơ sở thì lúc này bạn thấy rằng nó có ưu việt hơn hay không so với những cái gì đã được quy định trong dược điển hay không. Vâng, thì lúc này bạn thấy rằng khi mà đáp ứng rồi thì mới được cấp số đăng ký. Hội đồng tư vấn này đề nghị để được cấp số đăng ký để được phép lưu hành trên thị trường. Và bạn thấy rằng khi mà số đăng ký được cấp rồi thì mới được phép. Giống như bạn thấy rằng đợt vừa rồi thì có 5 công ty đọc hồ sơ xin cấp phép cấp số đăng ký để sản xuất thuốc Monubiravir, nhưng mà thấy rằng chỉ có 3 công ty là hồ sơ hợp lệ mà thôi, còn 2 công ty còn lại thì phải bổ sung hồ sơ để được xem xét. Như vậy thì hệ thành mà bất kỳ một thuốc nào lưu hành trên thị trường cũng phải có tiêu chuẩn, như vậy nó phải tuân theo một trong hàng cặp tiêu chuẩn. Rồi bây giờ ta đi vào tiêu chuẩn đầu tiên là tiêu chuẩn quốc gia, hay còn gọi là tiêu chuẩn Việt Nam, được quy định trong dược điển Việt Nam hiện nay và đang áp dụng dược điển Việt Nam ban hành lần thứ 5. Rồi bây giờ bạn đọc và các bạn trả lời câu hỏi. Cơ quan biên soạn, ban hành và thẩm định dược điển Việt Nam là cơ quan nào? Bây giờ bạn thấy rằng tiêu chuẩn quốc gia thì được quy định trong dược điển Việt Nam. Câu hỏi đặt ra, cơ quan biên soạn, ban hành và thẩm định dược điển Việt Nam là cơ quan nào?
thôi không? Em mở bằng thông khảnh. Dạ thưa thầy, là biên soạn là do Hội đồng Dược điển Việt Nam, còn thẩm định là Bộ Khoa học và Công nghệ, còn ban hành là do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Dạ, đây là câu trả lời của bạn mình. Và bằng thu trang. Dạ thầy, là biên soạn là do Hội đồng Dược điển Việt Nam, ban hành là do Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, còn thẩm tra là do Cục Quản lý Dược. Rồi, em mời bạn Công Minh. Dạ thưa thầy, là biên soạn là do Hội đồng Dược điển Việt Nam ạ. Vâng. Còn ban hành là ai em? Ban hành là do ban hành là do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành của Dược điển Việt Nam ạ. À, còn dạ. Thẩm định là Bộ Khoa học và Công nghệ. Dạ, cho trả lời của bạn là xác hả? Dạ. Và như vậy thì lúc này bạn thấy rằng biên soạn là do Hội đồng Dược điển có nhiệm vụ sẽ làm biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung, vân vân. Như bạn thấy rằng Hội đồng Dược điển có trách nhiệm đó là biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung cũng như là nghiên cứu để mà tiến hành việc bản biên soạn dược điển. Như vậy thì sau khi mà bạn thấy rằng dược điển mà đã được biên soạn bởi Hội đồng Dược điển rồi thì Cục Quản lý Dược sẽ tổ chức cái việc viết bản lấy ý kiến. Đó, tổ chức cái việc lấy ý kiến từ các chuyên gia, từ các nhà khoa học, từ các doanh nghiệp. Sau khi mà bạn lấy ý kiến rồi thì bạn thấy rằng Cục Quản lý Dược sẽ phối hợp với Hội đồng Dược điển để tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo. Như vậy bạn thấy rằng sau khi mà Hội đồng Dược điển người ta biên soạn xong thì bạn thấy rằng sẽ công bố cái bản dự thảo này trên việc bản trang web cũng như là gửi đến cho các nhà khoa học, cho các doanh nghiệp để đóng góp xem nó có phù hợp với điều kiện thực tế, kinh tế và xã hội hay không. Như vậy bạn thấy rằng sau khi đóng góp ý kiến rồi thì bạn thấy rằng Cục Quản lý Dược phối hợp với Hội đồng Dược điển để chỉnh sửa, nếu ý kiến này có khả thi thì bạn thấy rằng người ta sẽ chỉnh sửa. Và sau khi chỉnh sửa để hoàn thành dự thảo rồi thì Cục Quản lý Dược sẽ trình Bộ Khoa học Công nghệ để thẩm định. Đây là cơ quan thẩm định và công bố bộ tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thuốc. Và hiện nay bạn thấy rằng căn cứ trên cái bộ tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thuốc thì Bộ trưởng Bộ Y tế là người ký quyết định ban hành dược điển Việt Nam áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Nào, như vậy thì bạn thấy rằng Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc ban hành dược điển. Như vậy thì bạn thấy rằng cái trình tự thủ tục ban hành thì do chính phủ quy định, dù cơ quan nào là cơ quan biên soạn ban hành, cái thủ tục ban hành thẩm định như thế nào thì bạn thấy rằng do chính phủ quy định. Rồi, như vậy bạn thấy rằng đây là tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thuốc. Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai đó là tiêu chuẩn cơ sở. Đây tiêu chuẩn cơ sở bạn thấy rằng do cơ sở sản xuất người ta tự xây dựng và công bố. Như vậy thì hiện nay bạn thấy rằng dù bây giờ các nhà sản xuất người ta muốn sản xuất thuốc Monubiravir thì người ta phải xây dựng cái quy trình bào chế, xây dựng về công thức, xây dựng về cái quy trình đánh giá chất lượng. Thì sau khi mà ta hoàn thiện hồ sơ rồi, bạn thấy rằng thì lúc này bạn thấy rằng người ta phải xây dựng cái tiêu chuẩn cơ sở, bởi vì dược điển hiện nay chưa có. Và sau khi xây dựng rồi thì bạn thấy rằng người ta nộp về Cục Quản lý Dược để Cục Quản lý Dược xem xét đánh giá xem có đáp ứng yêu cầu quy định hay không. Để từ đó bạn thấy rằng nếu đáp ứng rồi thì được cấp số đăng ký, và từ đó bạn thấy rằng thuốc mới được phép lưu hành. Và như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do cơ sở sản xuất, pha chế, người ta duyệt bằng, tiến hành biên soạn, áp dụng đối với các sản phẩm do cơ sở mình sản xuất và pha chế. Là bạn thấy rằng tiêu chuẩn cơ sở có nghĩa chỉ áp dụng tại cơ sở của mình mà thôi. Và hiện nay bạn thấy rằng một doanh nghiệp nếu có bao nhiêu sản phẩm thì người ta phải xây dựng bấy nhiêu tiêu chuẩn chất lượng. Đó, bạn thấy rằng người ta có bao nhiêu sản phẩm thì phải xây dựng bấy nhiêu tiêu chuẩn chất lượng. Và hiện nay bạn thấy rằng trong cái bộ phận việc bạn đăng ký thuốc tại một nhà máy, bạn thấy rằng nếu có 100 sản phẩm thì người ta phải việc bạn là 100 bộ hồ sơ đăng ký thuốc, và định kỳ 5 năm thì phải tiến hành việc bạn đăng ký lại. Hiện nay bạn thấy rằng trong cái và hay là các cơ sở bạn thấy rằng xuất nhập khẩu cũng vậy, nó đều có những bộ phận việc bạn đăng ký thuốc để chuẩn bị cái hồ sơ nộp về Cục Quản lý Dược.
để tiến hành bằng đánh giá sự phù hợp v.v. Như vậy bạn thấy rằng khi đó thì bạn có thể đăng ký lưu hành theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn Nhật Bản cơ sở. Và bạn thấy rằng tiêu chuẩn chất lượng của thuốc mà đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành, bạn thấy rằng khi mà các bạn nộp hồ sơ và nếu đúng quy định thì lúc này bạn thấy rằng sẽ được cấp phép. Và khi đó bạn thấy rằng cái tiêu chuẩn thì đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, thì bạn thấy là từ đó bạn thấy là các nhà sản xuất thì mới được sản xuất. Và lúc này bạn thấy rằng tiêu chuẩn này có giá trị như là một bản cam kết của cơ sở kinh doanh pha chế đối với chất lượng của thuốc mà mình Nhật Bản sản xuất pha chế lưu hành. Bạn thấy rằng khi được phê duyệt rồi bắt buộc phải sản xuất theo đúng tiêu chuẩn đã được Nhật Bản phê duyệt. Và đây cũng là một cái căn cứ về pháp lý để cơ quan quản lý cũng như là cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc xác định và kết luận về chất lượng thuốc trong cái quá trình mà sản xuất, lưu hành và sử dụng. Bạn thấy đây là cái căn cứ pháp lý. Nếu bạn đăng ký, bạn thấy rằng khi mà cái tiêu chuẩn đã được phê duyệt rồi, bắt buộc các bạn phải sản xuất theo đúng tiêu chuẩn. Và định kỳ bạn thấy rằng cơ quan nhà nước sẽ tiến cơ quan quản lý cũng như cơ quan kiểm tra chất lượng thì sẽ tiến hành Nhật Bản lấy mẫu đánh giá xem coi thuốc các bạn có sản xuất đúng những gì đã đăng ký hay không. Thì bạn thấy rằng căn cứ dựa vào cái tiêu chuẩn bạn đăng ký đó để tiến hành đánh giá. Và nếu bạn thấy đáp ứng thì nó đủ điều kiện lưu hành thị trường, còn không ạ. Còn nếu không thì không đủ điều kiện. Và bạn thấy rằng trong quá trình sản xuất, lưu thông cũng như lưu hành thuốc cũng như là sử dụng thuốc thì lúc này bạn thấy rằng có thể áp dụng những cái tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản nội bộ. Như vậy bạn thấy rằng hiện nay thì để đảm bảo cái thuốc các bạn làm sao đây có chất lượng. Như vậy bạn thấy rằng để đảm bảo thuốc có chất lượng thì lúc này bạn thấy rằng chúng ta cần phải thực hiện Nhật Bản xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng từng Nhật Bản, từng công đoạn. Như vậy bạn thấy rằng từng công đoạn đều phải được làm Nhật Bản, đều phải được kiểm soát. Từng công đoạn phải được kiểm soát. Như vậy thì đó bạn thấy rằng phải có tiêu chuẩn đánh giá ở công đoạn như thế nào, đạt rồi mới được tiếp tục Nhật Bản qua công đoạn tiếp theo để hướng đến cái cuối cùng mà cái sản phẩm của mình Nhật Bản có chất lượng. Còn đối với những cái thuốc mà pha chế, dù bạn thấy rằng thì người đứng đầu cơ sở thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng của nó. Dù đối với những thuốc pha chế tại bệnh viện hay là những thuốc pha chế tại cơ sở bán lẻ hay là từng công đoạn trong quá trình sản xuất v.v. thì bạn thấy rằng người đứng đầu trách nhiệm là xây dựng và công bố và chịu trách nhiệm về cái chất lượng của nó. Rồi bây giờ chúng ta qua phần số 3 là nội dung chính của tiêu chuẩn cơ sở. Như vậy thì tiêu chuẩn dược điển thì hiện nay bạn thấy rằng đã có quy định rồi. Tiêu chuẩn quốc gia thì đã có quy định trong dược điển rồi. Như vậy hiện nay thì lúc này bạn thấy rằng các doanh nghiệp người ta phải đi xây dựng một cái tiêu chuẩn được gọi là tiêu chuẩn cơ sở. Như vậy thì nội dung chính của một tiêu chuẩn cơ sở như thế nào? Thì bạn thấy rằng đây slide nói về cấu trúc của một tiêu chuẩn cơ sở khi mà chúng ta nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước để mà cấp số đăng ký. Rồi như vậy bạn thấy rằng đây là nội dung chính và cấu trúc của một tiêu chuẩn cơ sở thì gồm có 5 phần, đó là bìa, tiêu đề, yêu cầu, kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói, bảo quản, hạn dùng. Như vậy bạn thấy rằng đây là cấu trúc của một cái tiêu chuẩn về chất lượng luôn. Cắn cười. Bạn đắng hơn nguy cô ơi. Dạ em xin lỗi thầy. Em xin lỗi. Nhầm vết rồi. Dạ ta tiếp tục các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Giờ như vậy bạn thấy rằng là cấu trúc của một cái tiêu chuẩn cơ sở thì nó gồm có Nhật Bản 5 phần. Đó là bìa, tiêu đề, yêu cầu, kỹ thuật, phương pháp thử,
đóng gói, bảo quản và ghi nhãn hàng dùng. Nên vậy bạn thấy rằng thì khi mà bạn trình bày thì bạn phải trình bày theo đúng nội dung, theo đúng bố cục quy định. Tại vì lúc này bạn thấy rằng nếu bạn trình bày không đúng thì hồ sơ các bạn sẽ được trả về, và trả về các bạn phải chỉnh sửa. Bạn thấy rằng mất cái thời gian rất lâu để mà người ta tiến hành để bạn nộp lại. Tại khi bạn nộp thì bạn thấy rằng các bạn sẽ bắt số để bạn chờ. Thì lúc này bạn thấy rằng có rất khi mà chờ để mà bạn được thẩm định. Là từ những trường hợp bạn thấy rằng hiện nay thì bạn thấy rằng có rất nhiều hồ sơ phải chờ để thẩm định. Trong những trường hợp bạn khẩn cấp thì cái bộ hồ sơ các bạn mới được ưu tiên việc bạn phê duyệt trước. Bạn thấy hiện nay bạn thấy rằng trong một doanh nghiệp bạn thấy rất nhiều sản phẩm, đang xuất cả trăm sản phẩm. Hiện nay trên cho bạn phạm vi cả nước bạn thấy rất có hàng trăm doanh nghiệp sản xuất ở công ty xuất nhập khẩu vân vân. Và lúc này bạn thấy rằng các bạn khi bạn nộp hồ sơ các bạn phải chờ để mà được bạn lấy số để mà chờ để được thẩm định, chờ để được đánh giá. Trong những trường hợp bạn thấy rằng trừ những trường hợp mà phê duyệt khẩn cấp, giống như bạn thấy rằng khi mà cái tình hình đại dịch Covid-19 không phải bùng phát không phải, thì những cái vaccine mà trong phòng ngừa Covid cũng như là những thuốc điều trị Covid thì bạn thấy rằng sẽ được ưu tiên để được phê duyệt. Thì bạn thấy là sẽ được xem xét trước để mà được bạn cấp số đăng ký, để mà bạn thấy rằng có thể sản xuất ra thuốc để mà góp phần trong việc mà phòng chống và điều trị, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Rồi, như vậy thì cấu trúc của một cái tiêu chuẩn thì bạn thấy cần có 5 phần như vậy. Rồi, phần đầu tiên đó là trang bìa. Giống như sau này bạn thấy rằng ở học kỳ cuối cùng năm thứ 5 các bạn cũng vậy. Thì để tốt nghiệp các bạn có hai hình thức. Thứ nhất là các bạn có thể làm một cái khóa luận tốt nghiệp, hoặc là các bạn học các môn chuyên đề thay thế. À, hoặc các bạn làm khóa luận tốt nghiệp, hoặc là các bạn học 3 môn chuyên đề thay thế. Thì khi bạn làm khóa luận tốt nghiệp thì bạn làm thực nghiệm, thu thập số liệu, rồi các bạn phải báo cáo đúng nội dung những cái đề mục quy định. Đó, bạn thấy rằng cấu trúc của một cái luận văn tốt nghiệp thì bạn gồm có những phần như là đặt vấn đề, phần tổng quan về tài liệu, phần phương pháp và đối tượng nghiên cứu, phần kết quả nghiên cứu, kết luận đề nghị, tài liệu tham khảo vân vân. Thì bạn thấy rằng khi bạn nộp cái luận văn, bạn thấy rằng các bạn phải thực hiện đúng bố cục như vậy. Như vậy còn một cái tiêu chuẩn cơ sở thì bạn thấy rằng nó gồm có 5 phần. Như vậy thì trang bìa thì người ta quy định ghi cái gì, trang tiêu đề hay cái phần yêu cầu kỹ thuật thì như thế nào, thì bạn thấy rằng đây là cái phần mà bạn thấy rằng yêu cầu ở trang bìa thì nó gồm có tên cơ quan quản lý, tên cơ sở sản xuất, và cái tiêu đề lớn là tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn này đăng ký cho cái sản phẩm nào và số tiêu chuẩn là bao nhiêu. À, số tiêu chuẩn bạn thấy đây thì cái khung nó quy định là cái số tiêu chuẩn, cấu trúc của một số tiêu chuẩn. À, như bạn thấy trang bìa gồm tên cơ quan quản lý, tên cơ sở, dù như tên cơ sở là trường đại học Nguyễn Tất Thành đây, thì cơ quan quản lý của trường đại học Nguyễn Tất Thành là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hay là bạn thấy rằng tên cơ sở là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và tên cơ quan quản lý của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là Bộ Y tế. Và lúc này bạn thấy rằng cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nào, dù như viên nén paracetamol 500mg, hay là viên nén amoxicillin 250mg, vân vân. Là cái tiêu chuẩn này, số tiêu chuẩn bao nhiêu. Rồi, phần thứ hai là phần tiêu đề. Thì phần tiêu đề thì nó giống như một trang bìa lót quyển sách các bạn. Thì cấu trúc phần tiêu đề như sau. Nó gồm có tên cơ quan quản lý, tên cơ sở sản xuất, và tên cái sản phẩm mà chúng ta tiến hành đăng ký là gì, và nhãn thuốc hàm lượng nồng độ bao nhiêu, và cái số tiêu chuẩn là bao nhiêu, và có hiệu lực kể từ khi nào. Ví dụ bây giờ bạn thấy ở đây là ví dụ một số tiêu chuẩn nè, 028.B.073.07. Rồi, bạn thấy đây là ví dụ một cái số tiêu chuẩn. Như vậy thì bạn thấy rằng trên cái khung góc trên bên phải màn hình các bạn nè, thì nó quy, bạn thấy rằng số tiêu chuẩn, cấu trúc của một số tiêu chuẩn thì gồm có 4 phần. Dù sau này đi thi, người ta sẽ cho các bạn một số tiêu chuẩn. Thì tôi hỏi ý nghĩa của từng phần trong số tiêu chuẩn là gì? Bạn ý nghĩa của từng phần trong số tiêu chuẩn. Và bạn thấy là một số tiêu chuẩn thì cấu trúc gồm có 4 phần và ý nghĩa từng phần trong số tiêu chuẩn. 028.B.073.07. Thì cấu trúc của một số tiêu chuẩn gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, mã tiêu chuẩn. Thì mã tiêu chuẩn thì chúng ta ghi theo mã vùng điện thoại. Như bạn thấy rằng phần thứ nhất, mã tiêu chuẩn. Thì mã tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ ghi theo mã vùng điện thoại. Ở đây bạn thấy rằng
đi theo mã vùng điện thoại thì mã tiêu chuẩn là 028. Có nghĩa là bạn thấy rằng đây là cái công ty này được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vùng điện thoại của thành phố Hồ Chí Minh. Để mà từ đó bạn thấy rằng khi mà ta nhìn vào một số tiêu chuẩn thì người ta sẽ biết được cái doanh nghiệp này được đặt tại đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Thì bạn thấy là 028. Rồi phần thứ hai là phần hình thức sở hữu. Thì bạn thấy là chữ B, chúng ta có 4 hình thức sở hữu: A, B, C và D. Thì A có nghĩa là doanh nghiệp nhà nước, B là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, C là doanh nghiệp tư nhân và D là cá nhân sản xuất. À, bạn thấy rằng có 4 hình thức sở hữu: A, B, C và D. A là doanh nghiệp nhà nước, B là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, C là doanh nghiệp tư nhân, D là cá nhân sản xuất. Rồi, phần thứ ba là 6 thứ tự tiêu chuẩn. Thì 6 thứ tự tiêu chuẩn bạn thấy gồm có 3 chữ số. Do bạn thấy rằng cơ sở sản xuất người ta tự đặt 073, bạn thấy rằng theo cái số sản phẩm của mình thôi. Rồi, phần cuối cùng là 5 ban hành tiêu chuẩn và quy ước ghi hai số cuối cùng của năm. Bạn thấy rằng 07 có nghĩa là cái tiêu chuẩn này được ban hành vào năm 2007. Thì vì ta nhìn vào số tiêu chuẩn thì ta biết được cái tiêu chuẩn này nó còn hiệu lực hay không. Tại vì hiện nay bạn thấy là định kỳ 5 năm phải tiến hành việc bằng sửa đổi tiêu chuẩn và người ta sẽ dịch và kiểm soát, ra soát lại tiêu chuẩn. Đó, như vậy bạn thấy rằng khi dựa vào cái số tiêu chuẩn người ta biết được cái doanh nghiệp này được đặt tại đâu trên lãnh thổ Việt Nam và cái tiêu chuẩn này có còn hiệu lực hay không, được ban hành vào năm nào cũng như là hình thức sở hữu của doanh nghiệp. Rồi, còn phần thứ ba là phần yêu cầu kỹ thuật và phần thứ tư là phần phương pháp thử. Rồi như vậy bây giờ bạn đọc và các bạn sẽ trả lời câu hỏi. Thì câu hỏi này yêu cầu tất cả các thành viên trong lớp, các bạn sẽ vào một chat của lớp học để trả lời, để chúng ta lấy điểm không. Và mỗi bạn chỉ gửi một cái câu trả lời duy nhất lên hệ thống thôi. Bây giờ bạn so sánh yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử khác nhau như thế nào. Để nhắc lại câu hỏi không. Bây giờ bạn hãy so sánh yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử khác nhau như thế nào. Thì câu hỏi này thì đòi hỏi tất cả thành viên trong lớp, các bạn vào một chat của lớp học để trả lời, để lấy điểm của buổi học ha. Mỗi bạn chúng ta chỉ gửi một câu trả lời duy nhất. Rồi, ta có 10 phút suy nghĩ và trả lời câu hỏi này.
cũng đã hoàn tất câu trả lời ha. Rồi còn một số bạn nữa chưa thì chúng ta tiếp tục gửi câu trả lời lên hệ thống ha. À, một số bạn trong lớp mình chưa thì các bạn tiếp tục gửi ha. Các bạn còn khoảng 2 phút nữa ha. Câu hỏi tương tác để người ta lấy điểm buổi học rồi. Như vậy thì đây bạn thấy rằng ta nói về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Như vậy thì yêu cầu kỹ thuật thì bạn thấy rằng nó khác nhau như thế nào, cũng như là bạn thấy rằng trong cái bộ hồ sơ tiêu chuẩn về chất lượng thuốc. Như vậy thì ở cái phần yêu cầu kỹ thuật thì chúng ta sẽ điền những cái vấn đề, ta sẽ điền những cái thông tin gì. À, như vậy bạn thấy rằng ở trong cái phần yêu cầu kỹ thuật là yêu cầu ta phải ghi về công thức bào chế, cũng như là bạn thấy rằng những nguyên phụ liệu sử dụng cho công thức, cũng như là cái tiêu chuẩn chất lượng của thành phẩm. Để đánh giá chất lượng của thành phẩm thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm nghiệm những cái chỉ tiêu nào và quy định mức giới hạn của chỉ tiêu đó như thế nào. Và còn phương pháp thử có nghĩa là lúc này bạn thấy rằng cách thức mà các bạn tiến hành việc bằng kiểm nghiệm cái chỉ tiêu đó và mô tả cái quá trình việc bằng, đánh giá cái quá trình chi tiết mà cái việc bằng kiểm nghiệm. Và như vậy bạn thấy rằng phương pháp thử là cách thức mà tiến hành làm, gọi là cái quy trình hay quy trình thử nghiệm, gọi là quy trình phân tích, là sự mô tả ở mặt cân đông đo đếm như thế nào, dùng phương pháp gì vân vân, và ta đăng ký về cái điều kiện việc làm đúng gói, bảo quản và ghi nhãn vân. Như vậy thì khi mà ta xây dựng một cái tiêu chuẩn cơ sở, như vậy thì chúng ta dựa trên những cái nguyên tắc là dựa trên những tiến bộ khoa học về công nghệ, cũng như là dựa trên sự tham khảo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Nhật Bản khu vực, và dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học và các công trình nghiên cứu, cũng như ưu tiên những quy định về những cái chỉ tiêu mà liên quan đến Nhật Bản, đặc tính về chất lượng của sản phẩm hơn là những vấn đề mà người ta nhìn bằng cảm quan. Và người ta phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Bạn thấy rằng hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là cái bắt buộc mà phải áp dụng, phải thực hiện. Đây là cái tiêu chuẩn tối thiểu mà phải đạt được.
tham gia vào thị trường dược phẩm cũng như là các sản phẩm nói chung. Vâng. Và hiện nay bạn thấy rằng khi mà ta xây dựng tiêu chuẩn thì đòi hỏi phải ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, có nghĩa là bạn phải áp dụng những phương pháp mới để vào đánh giá chất lượng. Chứ lúc này bạn thấy rằng khi bạn áp dụng một cái phương pháp cổ điển để đánh giá chất lượng thì bạn thấy rằng những phương pháp cổ điển thì cái mức độ chính xác và cái độ tin cậy của nó làm sao bằng, không có cao bằng những phương pháp hiện đại. Mà khi xã hội càng phát triển thì đòi hỏi các bạn càng phải ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để mà từng bước nâng cao chất lượng. Cũng như là hiện nay bạn thấy rằng để xây dựng cái tiêu chuẩn, ví dụ như cổ thuốc Monubiravir đi, hiện nay bạn thấy rằng các công ty người ta phải tham khảo những tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn của các nước trên thế giới đã quy định như thế nào, và từ đó người ta xây dựng việc bạn tiêu chuẩn cho mình. Và sau này khi mà bạn làm một cái đề tài khóa luận tốt nghiệp cũng vậy, để mà bạn làm đề tài của mình thì đòi hỏi các bạn phải có tham khảo về tài liệu của một số cái công trình nghiên cứu, để mà từ đó bạn thấy làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu của mình. Và lúc đó bạn thấy rằng khi mà xây dựng một tiêu chuẩn cũng vậy, thì chúng ta phải căn cứ dựa trên việc bạn tham khảo để từ đó các bạn xây dựng hơn của mình. Như vậy thì chúng ta nói về phần quy định về áp dụng dược điển. Thì quy định về việc áp dụng dược điển Việt Nam thì bạn thấy rằng các cơ sở sản xuất pha chế thuốc, bạn thấy rằng có thể áp dụng dược điển Việt Nam hoặc là tự đi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm do mình sản xuất trên cơ sở các quy định của dược điển Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan. Như vậy bạn thấy rằng trên cơ sở các quy định của dược điển cũng như các quy định của pháp luật, dường như của luật dược, đúng không? Thì hiện nay bạn thấy rằng các nhà sản xuất người ta có thể đăng ký lưu hành cái sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam, hoặc là người ta dược bạn tự đi xây dựng tiêu chuẩn cho riêng mình. Và lúc này bạn thấy rằng các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng và mức chất lượng được quy định tại dược điển, tại các chương luận, tại các phụ lục là những vấn đề dược bạn bắt buộc mà phải dược bạn phải thực hiện. Đăng ký dược điển là các yêu cầu người ta bắt buộc, ví dụ để kiểm nghiệm những chỉ tiêu này thì bắt buộc chúng ta phải kiểm nghiệm. Cũng như là bạn thấy rằng những quy định trong các chuyên luận và trong các dược bằng, trong các phụ lục về mức giới hạn đòi hỏi thì phải tuân thủ. Tại bạn thấy rằng dược điển là cái mà được làm chuẩn, mà đòi hỏi các phải tuân thủ quy định về mức thấp nhất và phải đạt được. Và tiêu chuẩn cơ sở của thuốc tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng, mức chất lượng được quy định tại các chuyên luận của dược điển Việt Nam. Và bạn thấy rằng khi bạn muốn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thì các bạn phải căn cứ vào dược điển Việt Nam, và tiêu chuẩn cơ sở thì phải có mức chất lượng tối thiểu phải bằng hoặc là dược bằng cao hơn. Bạn thấy rằng không được thấp hơn so với những gì quy định dược bằng trong dược điển. Tại vì dược điển cái là gì đó thấp nhất rồi, các nhà sản xuất pha chế thuốc, và bạn thấy rằng phải cập nhật tiêu chuẩn chất lượng do mình sản xuất pha chế với những phiên bản mới nhất có hiệu lực của dược điển. Giống như bạn thấy rằng khi mà dược điển Việt Nam mới ra đời đi, thì bạn thấy rằng lúc trước là dược điển Việt Nam 4 và sau này bạn thấy dược điển Việt Nam 5. Và khi một cái phiên bản dược điển mới ra đời thì các nhà sản xuất phải cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của mình phù hợp với những cái quy định dược bản hiện hành. Nào, phải phù hợp với những quy định hiện hành. Thì ngoài việc áp dụng dược điển Việt Nam, hiện nay bạn thấy rằng chính phủ còn áp dụng dược điển một số quốc gia như của châu Âu, của Anh, của Hoa Kỳ, quốc tế và Nhật Bản áp dụng trực tiếp những dược điển này. Tại vì hiện nay bạn thấy rằng nếu một cái thuốc mà lưu hành theo dược điển châu Âu, dược điển Anh, dược điển Hoa Kỳ, dược điển quốc tế hay Nhật Bản, thì bạn thấy rằng đây là những quốc gia có nền kinh tế phát triển và người ta yêu cầu và chất lượng thuốc thì đạt ở cái mức độ cao. Và như vậy bạn thấy rằng khi thuốc mà đạt được những yêu cầu quy định của các dược điển này thì nó cũng sẽ đáp ứng những cái tiêu chuẩn về chất lượng quy định tại dược điển Việt Nam. Như vậy bạn thấy rằng ngoài lưu hành theo dược điển Việt Nam thì hiện nay bạn thấy rằng các cơ sở sản xuất còn thể áp dụng trực tiếp dược điển châu Âu, dược điển Anh, dược điển Hoa Kỳ, dược điển quốc tế, dược điển Nhật Bản để mà người ta dược bản vào cái sản phẩm của mình và mà áp dụng những cái nội dung quy định trong các dược điển này để mà từ đó bạn thấy rằng có thể đăng ký lưu hành. Chúng thấy rằng ngoài dược điển Việt Nam còn dược điển một số nước như vậy. Rồi, như vậy thì bây giờ là 9 giờ ha. Như vậy là chúng ta sẽ nghỉ như là 30 phút và đúng 9 giờ 30 thì lớp học chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, hãy chào các bạn và hẹn lại các bạn lúc 9 giờ 30.